Nói đầu tiên được xin gửi lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác anh chị em đang xem cái video này nha. Thì cả nhà ơi, hôm nay được sẽ cùng với đây là anh Lem với em Phụng thì đi ra ngoài trong chỗ cái bữa chỗ anh Tâm mò tôm á cả nhà. Thì mình đi ra ngoài này giờ mình canh nước thì canh không được nên là được đi bắt mấy con dọp với con chanh chép á cả nhà ơi. Thì để được sẽ quay cho cả nhà xem thử mấy cái hang trong chanh chép. Chứ mình bắt mình nướng tại chỗ ha anh Lem. Mình nướng tại chỗ ha. Nước thì cũng sắp lớn rồi cả nhà nên là giờ đi theo cặp mé này mình mò mấy bắt mấy con chim chép. Em Phụng và anh Lem đang coi móc gì vậy? Cả nhà thì mình tình cờ bữa nay anh Dương anh nói là anh đi làm mà đã rồi anh không đi làm cả nhà. Anh vô đây anh cho mình mà đó là mình phát hiện anh rồi ha. Mà giờ ảnh đang phát hiện một con dọp để mà được quay cho cả nhà coi là cái con dọp như thế nó nằm như thế nào cả nhà. Nhưng mà không biết nó còn sống hay không nha, nó nằm lúc mỏ lên kìa. Đâu chị coi kiếm liền. Đây nè. Đó nó nằm đây nè. Sống. Còn sống không? Dạ. Rồi ok. Sao đâu? Từ. Lấy máy quay với chưa chứ. Bắt con dọp kém mất trời, không biết bắt hang gì trơn trời, tao mới chỉ thì sao tao bắt chích rồi. Đó con. Đó con này nó nằm cao lên nha mọi người. Sao từ. Đây con dọp mọi người. Đây thấy không? Thấy rõ không? Đâu. Thấy không? À. Đó nó làm vậy đó, giờ mình thiệu nó lên thôi, con dọp này to đùng luôn á. Dạ. Đồ, ôi xì nước luôn, bự bành ký luôn nha. Ủa là trời, coi cả nhà. Bữa hổm nó xuống dưới ao, giữa ao nó mò một buổi luôn vậy chứ nó có một con một. Đây được cửa. Đây được cửa cho cả nhà. Trời ơi, cả nhà ơi. Dạ. Ừ. Mày dở bạc. Nó lên mạng nó coi á chị rồi nó mới dọp cái hang giống như số 8 vậy, dài chừng 5 phân vậy đó. Chị em đây em kiếm phục hoài có thấy hang không có đâu. Trời ơi cái thằng. Tổ tài hẻ luôn dài 5 phân à. Ừ. Nó nói giống như số 8 vậy tài hẻ luôn dài 5 phân là giờ là hang con dọp đó. Không biết thằng nào mà trên mạng mà chỉ mày ác nhân xác đất gì được là được. Rồi đây nha mọi người. Thì mình cho mọi người coi con dọp nha. Đây nè, đây là cái con dọp mình vừa thấy và phát hiện nha mọi người đó. Bành cá đá luôn cả mọi người ơi. Đây. Trời ơi, thấy chưa? Vậy đó bà, được đó mò. Ôi trời ơi các bạn ơi. Rồi. Tụi nó dọp chạy luôn chứ. Đó, con dọp nha mọi người. Chào bá luôn nè. Ơi, đây anh Lem mới phát hiện được con dọp nữa cả nhà. Đâu Lem? Nhờ nói sợ anh Dương con dọp cái về hẻ dòng thứ 8. Đâu? Đây. Ôi trời, đây là cả nhà ơi. Chỉ xuống anh. Em không còn thấy. À, đó, nó cả nhà ơi. Lem thấy được con đó cả nhà. Ôi trời ơi. Wow. Ồ, nó đái luôn. Đái luôn. Nó mạnh này cả nhà coi nè. Chào bá nọ luôn cả nhà ơi. Thế đái luôn. Rồi tiếp tiếp. Mọi người ơi, giờ được bắt vô được cũng khoảng mấy ký á, 2 ký 3 ký mọi người. Bỏ để được đổ ra nè. Đây, mọi người nè, có nè. Có 4 con á. Đó đây nè. Anh bắt hết mấy con nha quá hả? Anh vô bắt một tăng 4 5 con lúc mới vô cả nhà. Đó quá trời luôn, đóng luôn. Nước mặn hết vậy đó. Ôi trời ơi. 3 kg á. 3 kg luôn á. 3 kg á. Lưới nãy có dính không? Để đây đèn hồ mình nướng.
Gửi đi em, gửi đi, gửi chưa? Gửi hết rồi. Nhúm gửi lại không được. Cái bấm của anh bắt á. Nhúm để nhúm lửa. Đóng luôn cái nha. Giờ đổ hang ở đây nhúm lửa nướng cả nhà ơi. Quá trời đầu cổ bù xù luôn cả nhà ơi. Lội mắt. Bù xù đầu cổ hết. Vô lá mũi nó cắn thôi cũng mê. Rồi, giờ mình nhúm lửa rồi cả nhà ơi. Quá trời mũi màu cắn, mũi cắn. Rồi mình gấp cái mấy con dập mới bắt hồi nãy rồi cả nhà. Để lên bếp. Vậy. Con vậy? Cá đối. Cái lưới mà văng. Thôi, văng gì nữa giờ này. Đợi đi. Đó, trời trời con này nặng dữ rồi cả nhà ơi, con này nặng dữ rồi. Chà bá nợ luôn nè. Rồi chảy nước rồi. Trong lá nó còn con bắt con gì gì không mà trời. Con lá nào? Đó đó. Vui bắt cái gì? Đây là mấy con thay nãy mình mới gì đào nha, thay này là thay gừng nha. Đó. Đây à. Hôm nay mình xin chào mọi người, hôm nay mình xuống đây mình trôi được cái quay nhưng mà mình xui là mình bị bắt. Nên là giờ mình đi vô đây mình bắt dập trong cái được luôn nha. Vô đang khò chỗ lửa trái cả nhà. Đang chết thằng ba, vai đang chết ba. Đang chết ve luôn. Đâu thử coi. Dập này nó nước nhiều quá nên là mình mới khò luôn nha. Đây mọi người chạy chạy tắt lửa. Đây mọi người ơi. Này nó gặp đồ gắt lên chưa? Hấp thử coi. Đây đây từ từ. Đây mọi người ơi, đây con dập này nó vừa há họng nha, nước nó trắng lên học trên luôn mọi người, quất chắc không mỏ luôn á, ngờ ngọt gì. Nếm thôi chứ ai biểu. Đây cái nước con dập này nha. Mời cả nhà dùng với Dương nha. Cái cảm giác nó nóng nóng mà nó ngọt á, nó phê tới luôn mọi người ơi. Không mặn không anh Dương? Không, nó không mặn, ngọt ngay luôn á. Ngay luôn hả? Dạ. Ừ. Dạ, nó nóng là ngọt đã quá. Đang cái nước nè, đau bụng nè. Cái thịt nó chín chưa? Ăn chín, thịt chín rồi. Thịt nó chín luôn không? Ăn rồi có bị đánh không? Không đâu. Tại đây chú ăn hết mà anh ăn à. Quá trời nước thì chảy hào luôn chảy. À trời ơi ngọt. Cái này bữa nước ủa quê nó ngọt quá quê. Hả? Không có mặn đâu á. Hả? Ủa sao nó ở dưới nước mặn mà cái nước của nó không mặn là sao ta? Hả? Nước trong người nó mà. Vậy nước trong người anh sao mặn vậy? Máu anh mặn vậy? Máu anh sao mặn quá anh thôi ngọt. À nó không mặn. Giờ sẵn ở đây mình lỡ rồi. Mình làm mình ghiền nguyên cái con dập này luôn nha mọi người. Nó cũng đói lắm mày. Đây mình lấy cái thịt ra. Trời ơi. Thỏi thỏi. Muối luôn hả? Muối luôn, muối ngon. Đây gót miếng muối luôn rồi. Đây bên đây bên đây. Đem gót miếng muối luôn nha mọi người. Đó được rồi, ok. Trời ơi, muối này muối tiên lên luôn chấm đây cái. À, sao nó miếng dễ được anh chưa ăn mà. Nhưng mà mời cả nhà dùng với Dương nha, mời cả nhà đầu tư quay dùng với Dương Lóc một con dập nướng vừa ga gàng. Đây còn nước nữa húp luôn. Quá đã mọi người. Quá đã luôn. Không thì không có miếng cát luôn á. À. Mới mà mấy con này gì mọi người ơi, đây là cái dợp của mình chín này đó, mọi người. Cái vỏ nó khép rồi đó. Đó. Quá trời, lúc nào mà mình gọi đi chín cái nào mình ăn cái đó mọi người ơi. Ủa, nóng quá cả nhà ơi. Đây. Thấy được khui hộp á. Này thịt ăn ngon. Quá. Quá trời cả nhà ơi. Đâu nó người. Wow. Nước à. Được xin mời cả nhà con dợp nha. Ừ. Cắn con dập mới giữ nè. Nãy không lưới đâu dính nè. Ngon ghê. Ngắn quá, ngon rất hơi rút thôi. Nó khỏi ăn chấm luôn nữa nè. Mặn sẵn rồi. Qua chín rồi kìa. Mặn ngon. Qua chín rồi kìa. Ăn không?
con dọp anh. Mời anh em quê ở Đại Ngãi Sóc Trăng dùng con dọp với đồ tư quay. Mời các bạn nha, ăn thử con dọp trước. Chấm muối nè. Chảy nước quá trời, chảy nước rồi. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Sao anh? Ngon quá các bạn ơi, ngọt. Để hút miếng nước á. Quá đã quá. Đã quá. Quá ngon. Đây phụng dụng con này ha. Đây. Tranh thủ mình làm như vậy trời quá trời mưa, trời chứng mưa quá hay cả nhà ơi. Mình mời các bạn nha. Bắt lửa. Đây này mấy con bắt trước. Rồi đó người thả lên nhau. Cầm này nè. Cầm gì lên em. Mình mời các bạn nha. Chút con đi chưa cho nè. Dục cái dĩa rồi. Sao không? Cảm giác xem. Ngọt, ngon, tuyệt vời. Ăn nướng tại chỗ. Mình nướng còn ăn cái đó luôn. Anh em, ăn thử rồi. Đây bỏ bỏ cái cục vào đây cái nướng. Thấy không? Quá trời trắng chảy. Nước đúng không? Hấp đi. Xin mời cả nhà nha. Cục than thơm và thèm đang cháy cục than. Nước rất là ngọt luôn. Nước nó chảy kìa. Kêu vậy uống vậy. Bọn này nó trắng bóc luôn cả nhà. Cái con kia mở miệng. Khó, không muốn ra để chảy nước uống. Xin mời cả nhà nha. Một người nước luôn. Sao? Nó ngọt nó béo lắm luôn á. Ngon ghê. Giờ mình nướng nướng mọi luôn. Trời ơi, thịt nó trắng phao luôn rồi ơi. Cái không dính đâu. Đây mình ăn kiểu ăn dũng đường nha. Nhưng mà đâu. Quá trời anh ơi. Vậy đó. Quá trời bụi luôn rồi. Quá trời. Quá bỏ tiêu luôn rồi. Quá trời bỏ tiêu luôn. Mà cái nhà dùng với dương nha mọi người. Mẹ em mẹ. Mẹ. Thôi ăn đi anh. Mẹ em nè. Rồi ăn. Dương nước. Cái đầu gấp rồi. Nè mày em. Thôi anh Dương ơi. Ăn đi. Bài này em biết rồi. Bài mở ra cho mình mở rồi. Mẹ tụi mẹ nè. Nè, ăn gấp. Biết rồi cả nhà. Mình biết ảnh cho mình bữa rồi, nay đặt làm nó chưa cũ nữa. Nãy mày chưa ăn nữa luôn ta nghĩ mày ăn được. Dùng thử cái con bự đi anh em. Với Phụng nè. Cá nó chua ngọt kìa. Ngon. Dạ. Ăn ngon thấy ngon không? Mày ăn thấy ngon. Anh ăn á, anh thấy ngon. Nè thấy thế mà nhưng mà thiệt. Thôi, cái này mà thiệt luôn á. Không ăn đâu, còn cái đầu không ăn đi. Thịt mẹ, còn nước con nè, ăn đi. Mà thiệt luôn. Rồi. Thiệt. Cái này là tại dặn nha, cái nhà mình nè mình mà thiệt tâm luôn nha, giờ không ăn rồi mình ăn luôn. Cái lính chảy nó miếng chảy ngon thế nào quá trời cả nhà. Cá bóng nướng chui trời ơi. Bây giờ có miếng thiết là nướng không á. Bây giờ nhà dùng nha. Nãy qua giờ quên đi vòng vòng tới không còn kìa. Cái video của được tới đây cũng tạm dừng luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà xem tiếp tục cái những cái bộ hành trình khác của anh em của được đi săn bắt nha cả nhà. Thì giờ mình tạm biệt, bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào những video clip sau. Hẹn clip chơi khác nha các bạn. Mình sẽ chơi được về lớp bánh xe đèn luôn các bạn.